Apple công bố dịch vụ âm nhạc trực tuyến mới. Apple cho ra mắt dịch vụ Apple Music vào ngày thứ Hai 8 tháng 6 vừa qua với giá 9.99 Mỹ Kim một tháng. Dịch vụ này có thể không có sự khác biệt đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh khác, nhưng đi cùng với nền tảng âm nhạc, thương hiệu toàn cầu của Apple và hàng trăm triệu khách hàng iTunes, việc Apple đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến có thể sẽ làm thay đổi cách người tiêu dùng nghe nhạc, trong khi kỹ nghệ âm nhạc đang chật vật với sự sụt giảm của số bài hát được tải về và đang cố gắng tìm ra những cách thức mới để mọi người trả tiền khi muốn nghe nhạc. Do không cung cấp một bất ngờ nào so với những gì đang được mong đợi, giá cổ phiếu của Apple Incorporation không hưởng ứng mạnh mẽ và đã giảm hơn 1% vào lúc đóng cửa thị trường ở mức 127.80 Mỹ Kim. Buổi công bố dịch vụ Apple Music cũng là sự kiện khai mạc của Đại hội lập trình viên toàn thế giới kéo dài một tuần, bao gồm việc công bố một hệ điều hành nâng cấp cho sản phẩm Apple Watch. Apple cũng loan báo El Capitan sẽ là tên của phiên bản tiếp theo của hệ điều hành OS X trên máy Macintosh, trong khi phiên bản tiếp theo của hệ điều hành iPhone và iPad có tên là iOS 9 sẽ cho ra mắt vào mùa thu này. Ngoài ra, các giới chức của Apple cũng trình bày chi tiết kế hoạch mở rộng dịch vụ thanh toán tiền mua hàng Apple Pay.